xin chào ông bà cô chú các bạn. Giờ Hạnh đến huyện Gò Quao rồi. Thì hôm nay Hạnh có người chị nè, điện cho Hạnh nhờ giúp một hoàn cảnh khó khăn. Chị là chị đẹp nè, xinh đẹp, người cũng đẹp luôn. Hồi nãy thì Hạnh đi vô đây cũng lạc đường cũng khoảng 20 cây số. Rồi hai chị em mình đi vô thăm hoàn cảnh đó ha chị. Rồi Hạnh mời ông bà cô chú các bạn cùng Hạnh với chị đi vô thăm hộ gia đình khó khăn nha. Ngày mai là người ta thấy mình rồi đó hả? Rồi ở đây sình mưa không gài sình quá ha. Rồi con chào cô, dạ. Chào chị luôn, chào bé luôn. Đây, đây là gia đình của chị đây ha. Rồi con chào cô. Dạ, chào cô với chú. Cô là sao với chị trong gia đình này? Tôi là mẹ chồng. Vậy ha cô. Con tôi chết rồi, tôi đem nó về đây đó. Khổ lắm cô ơi. Là con dâu của cô ha? Dâu. Dạ, rồi con trai cô mất hả? Con tôi chết rồi, điện giật chết rồi. Chết rồi, hồi cấp đó thì ở đâu như? Ở Bình, ở cái gì quên hả? Kiên Lương. Ở Kiên Lương. Kiên Lương, rồi cô đem dâu về đây. Đem gì à? Về đây mà mình không có chỗ ở. Không có, cho nó ở kế đây. Mình để cho miếng đất hả cô? Cho miếng đất mình đứt luôn, cho nó luôn, để mất cháu nội mình sao? Dạ, cô thương dâu á ha. Con mất thì đem dâu về với cháu nội về luôn ha, đặng sống gần mình ha. Dạ. Rồi giờ con sẽ vô chăm hỏi thăm chị. Dạ. Cô xúc động, trai mất nên buồn á. Trời, nghe cháu nội nó nói cha bỏ con sao rồi nằm ngồi để hoài, khóc hoài luôn. Rồi em chào chị. Thì còn cảnh chị sao thì chị điện cho em đó. Thì nó còn cảnh khó khăn đó ha. Dạ. Thì hôm nay thì chị nói với cô chú Mạnh Thường Quân ha. Thì trước tiên thì em lại nhà chị thì cũng có phần quà của gia đình anh Hiếu Tuấn ở Canada gửi tặng cho mình một phần quà ha chị. Nước mắm, nước tương, dầu ăn, muối, đường với hạt nêm đầy đủ cho gia đình chị ha. Với 10 kg gạo cho hai mẹ con với chị ha. Chị tên gì? Dạ em tên Hiền. Chị Hiền ha. Năm nay chị Hiền năm nay nhiêu rồi chị? Dạ em 39. Lớn rồi ha. Rồi nghe nói chồng chị mất là lâu chưa? Dạ chồng em mất hồi tháng 6 năm rồi. Tháng 6 năm rồi. Là chưa dứt năm nữa hả? Dạ chưa dứt năm. Là ảnh làm đi làm bị điện giật hay là dạ, sao chị? Đi nuôi tôm mướn cho người ta rồi bị điện giật. Điện giật rồi mất luôn. Dạ. Người người ta có phụ cho mình tiền gì không? Ta cho em 50 triệu về đừng làm đám á. Xong rồi ấy thì người ta nói thiếu đủ thì ấy mà qua đám rồi về vô đó là làm mã làm mồ xong đủ vô đó. Dạ, rồi là cũng đem ảnh về đây luôn hả? Dạ, đem chung đó. Dạ, là 50 triệu người ta đưa cho mình là đủ chi phí mình làm mở mộ cho anh ha. Dạ. Là đủ giờ đó luôn. Rồi mẹ con bây giờ không có nhà ở ha? Dạ, không có nhà. Dạ. Bây giờ ở đậu mẹ chồng. Chồng mất mà cũng còn đeo nhẫn cưới nữa hả? Tháo nha. Đeo chung thủy quá luôn nè. Ảnh mất là chị cũng đeo. Chắc chị thương ảnh lắm nên nói tới chồng là xúc động khóc rồi nè. Mất gần cả năm rồi. Rồi giờ hoàn cảnh của chị sao đó thì chị nói với cô chú Mạnh Thường Quân đó, cho cô chú hiểu gia đình của mình đó, coi có giúp mình được đó, thì cô chú giúp. Dạ. Em giờ về đây chồng em mất vậy đó, em không có nhà ở. Giờ em xin cô chú Mạnh Thường Quân đó, cho mẹ con em được có nhà chú mưa chú nắng. Rồi bé này là con của chị đó hả? Dạ. Mẹ con qua đây nào nói chuyện con. Đi. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 13 tuổi. Ồ, 13 tuổi mà bự bằng mẹ rồi. Học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 7. Năm lớp... hè vô là lớp 8. Lớp 8 nha. Là con còn học ha? Dạ. Rồi ba mất rồi là mẹ nuôi con đi học hả? Dạ. Con có phụ gì cho mẹ không? Dạ, có. Mẹ đi làm ở nhà giặt đồ rửa chén nha. Giặt đồ rửa chén tiếp mẹ ha? Dạ. Là mẹ thường ngày đi mần mướn nhổ cỏ thôi hả? Dạ, rồi đi lặt khoai. Lặt khoai. Con học giỏi không? Dạ cũng được. Được ha. Dạ. Gắng học ha. Giờ dạ. Cha mất rồi gắng học đặng mình có nghề nghiệp ha. Dạ. Rồi con có mong muốn điều gì không thì con nói với ông bà cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước á. Dạ có là muốn có một cái nhà cho con với mẹ ở đi học cho mẹ làm nuôi con. Vậy đó ha, có cái nhà ổn định đặng cho hai mẹ con ở. Hiện tại thì ba bà cháu, bà với dâu với cháu là sống ở đây. Dạ. Được hai cái giường ngủ ha. Dạ. Cái giường đằng kia là ghét của hai mẹ con quá. Hai mẹ con đó. Sao mà con muốn được cái nhà, cái ngôi nhà? Dạ, nhà con dột, nó mất chân mưa vô nó ướt lắm. Chỗ ngủ không được ổn định ha. Dạ. Ở đây là mưa là nó tạt ướt vô ngập luôn không? Dạ, ngập luôn. Đất ở đây thì nó ướt nè, nó sình hả chị? Dạ. Đi lúng rồi nè.
hết mưa thì nó mới gì rồi chứ mưa là ướt, mưa ngập. Ướt ha. Rồi thấy cuộc sống thì không ổn định, có cái nhà thì hai mẹ con thì có cuộc sống ổn định hơn. Chị đi làm thì bé ở nhà có thể là đi học cũng không sợ bị mưa ướt nhà cửa nữa ha. Rồi chị này là ở sớm á gì chị? Chị đẹp. Mợ dâu mà mợ dâu bà con. Mợ dâu bà con. Rồi chị ở bên sông á. Này chị cũng đã từng khổ. Từng khổ bây giờ hết khổ hả gì? Không có. Thấy hai mẹ con thích tội nghiệp. Dạ, mình từng khổ nên mình hiểu được cảnh khổ ha chị. Mình thấy là hoàn cảnh đáng thương thì mình cũng, chị cũng xúc động. Ai cũng khổ thì hiểu nhau hết trơn, thương nhau. Rồi chị muốn cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình của chị Hiền dạ, như thế nào thì chị nói. Giống như là tôi không có khả năng để tôi cho, nhưng mà giống như coi được cái clip của cô á. Dạ. Là tôi thấy cô cho người ta được nhiều thì tôi ham quá, tôi muốn cho Mạnh Thường Quân giúp cho hai mẹ con nó được cái nhà để nó mặc nó nuôi con đó. Dạ, chồng thì mất rồi. Chỉ giờ kia còn anh chị, còn nuôi mẹ chồng nữa hả? Nuôi, nuôi luôn. Nuôi thêm mẹ chồng nữa nè. Đi bằng về giặt đồ. Dạ. Giặt đồ cho tôi nữa luôn. Dạ. Chắc mẹ chồng thương dâu quá nè. Thương. Dạ, nên đem con dâu về đùm bọc luôn. Mẹ nó về đây nó ở đây mười mấy năm mà không ai ai cũng thương nó hết. Nhưng mà ở đây người ta không có khả năng để giúp cô. Dạ. Thì khổ nghèo thôi, ai cũng khổ chân đâu có khả năng đâu mà giúp thì dạ. Chỉ giúp được cái này cái kia thôi, lật vặt này kia thôi hả cô? Dạ. Rồi cô chưa. Có là gì muốn nói thêm với cô chú Mạnh Thường Quân không? Tôi muốn nói với cô chú Mạnh Thường Quân gắng giúp cho con dâu tôi được cái nhà nó ở, cho nó cho con đi học, rồi nó đi mặn gì có chỗ ở cho ổn định vậy đó. Rất cảm ơn cô chú bển. Dạ, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 64 tuổi rồi. Dạ, 64 tuổi ha. Ừ. Cô mừng nuôi thêm cô luôn ha. Dạ. Dâu có hiếu quá luôn. Là sống ở đây ha, nương tựa vào nhau ha. Dạ. Giờ mình sẽ chị dẫn em đi tham quan một vòng ở nhà của mình đi ha. Chắc ngang đây khoảng 3 mét hả chị? Dạ. Đây chỗ này đất nè, mưa chỗ này thì nó thục xỉn hết trơn rồi nè. Ở trên đây bằng cu su ở trên. Dạ. Để tới bao sợ nó sình ha. Ở đây là chỗ ngủ nè của mẹ con chị. Rồi mình thờ ảnh ở đâu? Dạ em gửi trên nhà của bà nội phía trên. Gửi nhà bà nội dạ, ha, chỗ này thì dột quá, nó không có chỗ để. Dột quá ha. Dạ. Ở đây dột lên tre cao su nè, tấm bạc ở trên đây rồi căng vải đừng cho bụi nó rớt xuống á. Dạ. Xung quanh cũng treo cao su luôn. Bên đây giác lủng hết rồi. Bên đây cũng vậy. Hai đứa mẹ nó về giữ dưới nhà vậy. Chỗ nấu ăn của mình đằng kia hả chị? Dạ, đằng này. Chung một nhà luôn ha. Dạ. Đường thẳng vô. Ở đây của mình nấu bếp củi luôn. Dạ. Củi với cái này, nấu ăn khu vực ở đây. Hôm nay thì Hạnh lại quay hoàn cảnh của chị nè. Thì cũng thấy hoàn cảnh thực tế là thấy là khó khăn á. Nhà thì dột, nát hết trơn rồi. Đất thì mưa nó tạt vô nè. Nên nó sình nó đi nè, lúng là lúng vậy đó. Rồi cuộc sống hàng ngày của chị là mình đi làm một ngày được bao nhiêu tiền? Thì em làm lạc khoai thì ngày được 140. 140. Dạ, còn trời nắng này thì đi mần có khoai 1 tiếng thì 25 ngàn. Tiếng 25. Mình làm được mấy tiếng một ngày á? Làm nhiều khi em làm tới 5 giờ chiều mới về luôn. Dữ vậy đó ha. Làm là tới 8 tiếng à. 8 tiếng thì mình được 200 ngàn. Là mình cuộc sống là mình lo đầy đủ cho bé không với bà không? Dạ cũng thiếu rồi, ở sớm nữa người ta cũng thấy gì người ta cũng cho. Cho thêm à, bà thương ha. Tại có ơn chị ha, chồng mất rồi giờ nuôi mẹ chồng với con còn đi học nữa. Nên không có đủ. Thì ở sớm ghiền thì người ta thấy thương, hoàn cảnh thì người ta cho thêm, hỗ trợ thêm. Rồi chị Hiền có mong muốn điều gì nói lên cho ông bà cô chú Mạnh Thường Quân nói rằng ông bà có giúp chị được á? Dạ em cũng mong muốn ông bà cô chú Mạnh Thường Quân nói giúp cho mẹ con em được cái nhà, cái mưa chú nắng đường em đi làm em không có lo, con em đi học về cũng có chỗ ở học, có để cơn mưa nó giọt nó học không được. Dạ rồi cho lo cho mẹ chồng ha, lớn tuổi rồi bệnh nữa mà không có chỗ nghỉ ngơi ổn định á, sợ mưa bão gió thì không yên tâm, có cái nhà thì mình sẽ yên tâm mình đi làm. Rồi con tên gì nãy giờ cô quên rồi. Dạ tên Vi. Tên Vi. Vi con có lời gì muốn nói với ông bà cô chú ngày con nói cho ông bà cô chú. Con muốn là có cái nhà chú mua chú nắng giống như các bạn để có học. Thì có chỗ học ổn định ha.
Bây giờ mẹ đi làm ở nhà không lo. Dạ, mẹ đi làm thì yên tâm hơn, không có lo nữa. Hiện tại giờ đi làm thì cũng lo, sợ trời mưa, trời giông á, thì gió thì nhà nó mưa nó ngập nè. Thì mẹ chồng lớn tuổi rồi bệnh nữa, nên cũng không yên tâm. Thì nếu có cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước á, có thương hoàn cảnh cho chị với mẹ chị với con của chị nè, thì tài trợ cho gia đình chị được cái nhà che nắng che mưa đặng chị có đi làm ổn định hơn, thì hành trình cảm ơn rất nhiều. Hôm nay em lại thăm nhà chị thì cũng trước tiên là có phần quà của anh Hiếu Tấn ở Canada có gửi cho chị là 10kg gạo với nước mắm, nước tương, đường, dầu ăn và muối rồi hết chị, hạt nêm rồi đó cho chị dùng ha. Rồi phần quà thứ hai là của bác Tám ở Mỹ gửi cho mình 500.000 đặng chị mua đồ ăn cho bà đồ thêm ha, chi tiêu cho trong nhà ha. Em cảm ơn gia đình anh Hiếu Tấn với bác Tám ở Mỹ đã giúp cho em được phần quà, em cảm ơn rất nhiều. Em cũng cảm ơn chị đẹp ha. Chị đẹp thì hoàn cảnh cũng khó khăn nè, nên chị nói cũng xúc động khóc á, thấy gia đình thì còn khó khăn hơn nữa. Mình khổ, người ta còn khổ hơn mình nhiều. Dạ, rồi em chúc chị nhiều sức khỏe đi. Thì hôm nay thì em lại đi quay hoàn cảnh của chị với bà với cháu nè, đăng lên mà nếu có cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước á có thương cho hoàn cảnh của mình, ủng hộ cho mình cái nhà, thì em sẽ tìm lại gia đình của chị ha. Em cũng mong sớm lại gặp lại bà với chị với cháu ha, với chị đẹp nữa nè. Em cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ em cũng xin phép gia đình chị em về ha. Chúc bà với chú chị nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Chúc cô cũng được nhiều sức khỏe. Rồi em cảm ơn chị. Đây là ngôi nhà của chị Hiền nè, với mẹ chị với con gái chị sống ở đây, bên chỗ nhà lá này nè. Bên đây thì nó gắt hết rồi nè.